Gà có thể nấu thành rất nhiều món như là gà rán, gà kho, gà hấp, gà luộc, gà quay. Đặc biệt nhất là món gà sáo. Ở Hà Tĩnh, món gà sáo trở thành một cái món rất đặc biệt bởi nguyên liệu làm nên món này đó chính là hành tăm và nghệ. Cách nấu món gà sáo này như sau. Nguyên liệu, thứ nhất ta chọn gà cỏ. Phải chọn cái loại gà cỏ của vùng đất Hương Sơn, bởi vì gà ở đây thịt rất ngon, mềm và ngọt. Nguyên liệu tiếp theo đó là nghệ tươi, hành tăm, gia vị gồm có bột súp, tiêu, ớt và nước mắm. Cách chế biến như sau. Gà cỏ mình làm sạch, sau đó chặt thành miếng. Hành tăm giã nhỏ, nghệ tươi thái lát mỏng, dầu ăn, muối súp và tiêu trộn đều các thứ lại với nhau và ướp trong khoảng 15 phút. Sau đó bắc dầu lên bếp phi thơm hành, cho gà ướp vào xào cho săn lại. Tiếp tới ta đổ nước vào ngập gà, đun sôi khoảng 15 phút, tắt lửa để khoảng 15 phút nữa. Sau đó nhắc xuống bếp, cho thêm lá chanh, một ít lá răm vào và ăn nóng với cơm hoặc là bún.